một bài diện tích của một hình nhé. Đây là hình tròn. Mình sẽ tô màu cho hình này. Và phần tô màu này chính là diện tích của hình tròn đó nha bạn. Tương tự như thế, mình có hình chữ nhật. Mình sẽ tô màu cho hình này. Diện tích của hình chữ nhật là phần tô màu đó bạn. Bạn quan sát nhé. Diện tích của hình chữ nhật nằm hoàn toàn trong hình tròn. Giờ bạn hãy so sánh giúp mình diện tích của hình chữ nhật và diện tích của hình tròn đi nhé. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Diện tích của hình chữ nhật thì bé hơn diện tích của hình tròn nha bạn. Mình có tiếp hai hình này. Hai hình này gồm mấy ô vuông vậy? Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Hình A gồm có 5 ô vuông, hình B cũng có 5 ô vuông, nên hai hình này như thế nào với nhau vậy bạn? Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Vì mỗi ô vuông có kích thước như nhau và số ô vuông của hai hình cũng bằng nhau, nên diện tích của hình A bằng diện tích của hình B đó bạn. Mình qua phần tiếp theo nhé. Hình B này gồm có mấy ô vuông vậy bạn? Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Hình B gồm có 10 ô vuông như nhau và tách thành hình M và N. Hình M và hình N có mấy ô vuông nhỏ vậy bạn? Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Hình M có 6 ô vuông, còn hình N có 4 ô vuông. Khi đó, mình sẽ nói rằng diện tích hình B bằng tổng diện tích hình M và hình N đó nha. Bài học của chúng ta đến đây là hết rồi. Nếu muốn ôn lại phần học trước đó, thì bạn click vào những nút này nha. Tạm biệt bạn. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Đúng rồi, bạn giỏi lắm.